Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khảo một lần nữa rồi. Và tiếp tục sau cái bát thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với khu vực trên Hoa Sơn Cảnh Kỷ Trường, cùng khu tiếp tục demo rương tiếp theo. Và đây là bát thứ ba khu rương đầu tiên nha nào. Và chúng ta cùng mở thử như thế nào nha. Bát đầu tiên thì bát thứ hai được cái đao thủy 5 dòng, khá đẹp rồi. Bát này sẽ như thế nào đấy, cho lên trên. Hôm nay thì vẫn cứ xếp đồ khoảng may mắn đồ mơ tính gì đó, vẫn may mắn anh em ạ. Đó, may mắn 16 cái kiểu full may mắn anh em. Thiên sơn quá tưởng trên đầu đều đủ luôn á. Vì lát sao không thấy quá tưởng á. Còn rồi vòng tay nữa nè, ba lì xì nữa nè. Nè. Cô nha em. Tiếp tục 800.000 tiếp tục ra đảo. 50 rương tương đương cho anh em có tính khoảng 200 xu một rương đây, anh em có tính lên là khoảng 10 kim nè, là khoảng 700.000 hơn á. 700.000 năm rương. Ui ui cái gì vậy trời, bà mẹ năm rương cái gì vậy, hiện ba ẩn, ba ẩn một, một ẩn một ẩn hai kim cũng được, bà già đó hiện ra một nồi cục như này trời, má nằm cá không có khoa nào luôn, quá cho đàn. Kiếm áo đào áo ba dòng nó chờ nó ba năm dòng, trời má sao nó đưa cái đào được cái nó đưa cái kiếm cho năm dòng ơi, trời đào thủ ba dòng rất không bà già no thiệt chứ, rất rất ui sao ha được nó kìm mất hồn luôn rồi, nó được cả vũ khí nữa rồi. Tiếp tục năm rương tiếp theo nè mày. 5 kiếm đào hiệu 1 kiếm thủy 3 dòng kích 3 dòng rác rác luôn toàn rác nè, 3 dòng thì sợ là rác không biết làm gì nữa rác tóc bình sát mọc này cũng rác luôn bãi đào áo mọc rồi để giao dịch còn lo luôn. Được cục hiệu 1, được 2 kim rưỡi 3 kim rồi, ok rồi. À, dịch bớt qua, đỡ chặt rương rồi. Quái đau. Mấy cái vũ khí 3 dòng cũng tầm tạm được, nên xong này có thể ép cho con lo mang tầm tạm được, nên cứ đỡ dành lên đi. Rồi, mấy cái đồ thì 3 dòng, 2 dòng, đồ nào xài được giữ, không được quất lên. nhỏ quá bắt thứ ba rồi em ơi, anh em theo dõi cho ủng hộ video này hơn 200 like để có động lực làm những video tiếp theo em ơi. Rồi hết 15 rương rồi, tiếp tục đó này, đốt tiền qua cửa sổ hay là gì đây, khui đao kiếm đột sao đoạn tao kiếm không rồi. Kiếm ra mọc 4 và mọc 5 dòng cũng được nè, ôi giời họ 5 dòng chứ vậy. Tụi kim năm dòng rồi mới ra bán có tiền, hỏi năm dòng chịu rồi. Nhỏ vãi. Hỏi năm dòng nè. Vãi cái đầu hỏi năm dòng. Đồ, nãy mở không có cái nỏ luôn nè, vãi cái đạn. Ông một, ra. 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 Chô. Động quá chứ, chứ ra đảo sao rồi nè mày, chứ ra đảo sao rồi nè mày, chứ ra đảo sao quá à, vãi nhỏ. Chô, má cái gì phi đao dữ vậy trời. Chục lát không. Phi đao 2, 3 dòng cắt đúng là điều. Tiếp tục. Chô, xong đào đào kiếm, má đào kiếm ra liên tục luôn trời. Thổ. Chô, đào kiếm hai dòng ít luôn. Chô, hai dòng, quay sổ ra. Ra, à, đốt tiền rồi. Đây, đốt tiền anh em ơi. Má, không có gì anh em, đừng lần sau đừng vòng vào rương nữa nha anh em. Thật sự luôn á. Vãi đàn. À, thấy đi. Ui. Ồ, đào với kiếm là nó ra liên tục anh em ơi. Kim 4 dòng đồ
Trời, đau thố nữa chịu ơi. Rạp, rạp, rạp. 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 Vậy một. Một ba dòng. Một ba dòng dùng cho người mươi là gì vậy? Trời. Tao được gọi là cái đôi giày mọc nem dòng. Đôi dòng, giày mọc nem dòng là ngon đó. Điều phải sau này không biết ai ép được không này mới càng quăng nó đỡ này mà. Đâu, còn một rừng cuối à. Càng dữ ta. Má tính ra mở mớ trăm rừng mà thấy cảm giác này đúng với vải trưởng luôn. Thôi, tiếp tục. Má mùi rừng cuối cùng. Rồi á, lần này vẫn bắt hết mùi rừng luôn á. Má chịu quá. Rồi, chịu luôn á. Chưa, chưa. Má nhỏ vải trưởng. Thôi, còn rác thôi nè mày. Rác, 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 mà tổng rác không. Lỗ. Nóng họ mà chúng nóng của thằng gió đàn nữa. Nóng đó ai tầm này là mua này bước luôn này. Ấn một kim nè. Ấn một thủy nè. Ấn hai kim. Ấn một thổ. Mới ông bà này bước. Được Khải bắt qua cho anh em xem thử. Chứ một lời hay lỗ chưa thằng Khải thấy bắt này chắc banh. Bắt này không có lời gì luôn. Cái này không thu được gì luôn. Mắc hết. Không yên thua. Đây tổng cho anh em xem. Đỡ mà mấy cái món quan trọng thì mở cảnh này mà thấy toàn đá không. Đâu có gì đâu lời. Chủ yếu kiềm phôi này nọ mà không có mà. Đây cho anh em xem nè. Nó hết 8, hết 7 kim. Hết 7 kim thu được một cục hiệu 1. Vãi cho đàn. Đây. Nhỏ vãi trưởng. Một cục hiệu 1. Hiệu 1 ẩn 1 thủy nè. Ẩn 1 thổ quốc nè. Ẩn 1 kim. Ẩn 1 kim thủy ok nè. Ẩn 2 thủy nè ok nè. Ẩn 2 thủy ok nè. Lấy cho đi ép cái bang. Lấy cho đi ép cái đào nè. Lấy cho đi ép cái đào mát ổn hả anh em. Hiện 3 là ok nè. Lấy cho đi ép cái đào hả. Anh em thật ép đào không? Đồ à, cái đào quốc phát 1 luôn á. Thôi cái ép cái đào là gì trời. Ép đào tóc bình sát làm gì cho anh em đọc hả. Đón kim 5 dòng. Đón kim 1 giờ 5 dòng. Dây mọc 5 dòng. Được cái dây mọc 5 dòng nè. Ép đào thủy đánh cùng lồn. Chứ ép đào thủy ai thì đánh gì. Đón ôi trời ơi. Hiện hai mọc. Ấn hai mọc ấn hai kim. Ấn hai kim ok nè. Thổ bức nè. Mọc nè. Mấy cái hiệu 3, ấn 3 này, bức ấn 3 này chưa ai sợ. À, tính ra là cái bát này họ xấu dòng rồi nè mọi. Má cái đào này đọc kim đỡ rồi. Đọc kim để ép có đọc kim đánh được nè mọi. Cái đó họ tù lắm, cái đó họ chỉ đi năm đọc không à. Đọc kim dày mọc. Rồi, để cho anh em xem. Nói chung là bát này là được mỗi cục này gọi là bán có tiền nè. Rồi, cục này cũng được nè. Cục này cũng được này. Kim này. Hỏ đâu. Hỏ không có đâu. Cục này không có hỏ đâu. Cục này không có hỏ đâu. Rồi để cho anh em xem. Nói chung là đồ đạc thì không có đồ gì nhiều nữa mà. Mở bữa được hơn 2 triệu rồi. Hơn 2 triệu mà không có đồ gì gọi là đúng không. Kiếm này nè. Kiếm này có này. Kiếm 4 dòng đầy này. Ép quý thủy à? Ép quý thủy gì? Ép quý thủy gì? Ép đào à? Đào muốn đẹp nè. Kiếm 4 dòng ép là gì phí tiền nè. Đồ 5 dòng mọc đồng. Giờ có cái đào thôi. Ép giờ ép có cái đào thôi. ép có đào thôi. Đào 5 dòng ép được. Nhưng mà máy này ép phí tiền nè. Tầm này một viên hiền tinh nó gần cả kim. Ép phí tiền. Cái thủy 4 dòng. Chung căng kim này
Một chỗ nào ẩn một kim hiếm gốm thủy nè, mộc nè, thổ nè, thổ kim được hai cái, thủy được hai cái, mộc được một cái. Ui được ba cái hiệu một rồi, ép vừa rút vừa được ba cái hiệu một rồi. Hiệu một, hiệu hai, hiệu một nè, hiệu hai nè, hiệu ba nè, ấn một hai ba, kim mọc thì ra thổ, kim nè, kim mọc thì ra thổ nha, kim mọc, kim mọc thủy nè, hỏa nè, là gạch coi là thu được gì vậy? Kim mọc thổ, ui sụn và cái độ thủy nữa, độ thổ quá chậm đó, thổ, kim. Nói chung là cũng được ít đồ á. Nói chung tầm này thì dương sức ép cái đau nè mày. Cái đau là chắc là dương sức ép luôn á. Hay là ép cái đau mà ép đau ra là không biết làm gì luôn nè mày. Tự nhiên đi ép cái đau phí tiền phải chướng luôn. Vì đau mà nó không có xài đâu. Ép đau ra là làm cái gì? Ép đau làm cái gì nè? Anh em cho phải ý kiến là giờ ép đau ra thì tóc 30 băng sát rồi các kiểu là làm cái gì nè? Mình không biết ép xong thì làm gì đúng. Rồi cái mộc thủy hỏa thổ là đầu đủ hết đó. Kim mộc thủy hỏa, cái dòng hỏa muốn đẹp, hỏa muốn mắc nè. Hiện một cũng mắc nè, hiện ba cũng hiện một cũng mắc. Ok đau đấy anh nè, cho vô đang xài luôn. Ủa vô đang sao xài đau được em. Rồi anh em xem video bát thứ ba này đừng quên đỡ lại cho Khả một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung là tổng sơ qua sau ba bát mở thì cũng chưa được ưng ý cho lắm anh em ơi. Nhiều cái là muốn ra cái nỏ rồi đánh đường môn mà không ra được cái nỏ luôn. Trời ơi, mỗi ngày mớ đồ biết như rương mà không có nỏ là không có nỏ. Càng như vậy đã, đâu phải đơn giản đâu nè. Đâu phải muốn chữa ra nỏ là ra đâu. Nên là một cái nỏ hiện tại, nỏ 5 dòng bây giờ hiện tại chỉ giá 20 kim đó nè. Hơn 1 triệu mấy Việt Nam đồng luôn. Đâu có rẻ đâu. Mấy cái đồ, sợ, mấy đồ này trong này ép cho xe nè. Phục hồi 40, kháng lôi, sinh lực. Nghe mi là được rồi, phục hồi 40, kháng lôi, sinh lực. Đó. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải 200 like, ủng hộ mình để tiếp tục có tiền cũng như là có động lực làm thêm những video tiếp theo nữa mà. Cũng như anh em nào donate được thì donate Khải cảm ơn nha. Nói chung là được anh em donate thì nó sẽ khỏe hơn trong cái phần chuẩn bị cũng như là mua này nọ nè. Chứ anh em có đợi một video lên cho anh em xem con cả triệu ít đâu nè. Rồi kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và đừng quên hay xem live trực tiếp của Khải vào lúc 19h40 hàng ngày, cũng như là những video ngắn của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên buổi trưa nha. Buổi trưa là Khải úp video ngắn, cùng tối Khải muốn la trực tiếp nhiều nha.